Tại huyện Quản Bạ, cộng tác viên Hoàng Chính cũng đã thông tin sơ bộ về ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lớn gây ra, cũng như công tác khắc phục hậu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trận mưa đêm ngày mùng 8 rạng sáng ngày mùng 9 trên địa bàn huyện Quản Bạ, nhiều địa phương đã xảy ra tình trạng ngập úng, đã xuất hiện một số điểm sạt lở. Công tác ứng phó và chủ động ứng phó với thiên tai mưa lũ đang được các địa phương trên địa bàn huyện Quản Bạ triển khai thực hiện nghiêm túc. Đến trưa ngày 9 tháng 9, trên địa bàn huyện Quản Bạ mưa vừa, mưa to vẫn xảy ra tại 13 trên 13 xã thị trấn. Mưa lớn trong nhiều giờ đã làm ngập úng một số điểm trũng thấp tại các xã, một số điểm ngập sâu khiến việc di chuyển của các phương tiện hết sức khó khăn. Trong đó, điểm ngập úng tại xã Cao Mã Pờ chia cắt hoàn toàn giao thông nối từ trung tâm xã đi hai thôn vùng cao. Điểm ngập úng xã Thái An chia cắt hoàn toàn giao thông nối từ trung tâm xã đi xã Đường Thượng, huyện Yên Minh. Hôm qua là từ lúc 12 giờ là nước ngập nhà tôi ở đây là cũng ngập đến trong nhà. Là từ lúc 12 giờ đêm là tận sáng nay là tầm khoảng 3 giờ là nước mới rút một tí, nhưng mà đường đi lại cũng rất là khó khăn. Ngay sau khi xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở, các xã thị trấn đã chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ ứng phó với thiên tai, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trước mưa lũ sạt lở. Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của xã xuống các hộ gia đình tuyên truyền bà con chủ động phòng chống ngập úng và khơi thông công rãnh để tránh ngập úng tại các hộ gia đình. Riêng tại các xã dọc theo hai bên bờ sông Miện, mực nước sông đang dâng rất cao, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân. Ủy ban nhân dân các xã Bát Đại Sơn, Cán Tỷ, Lùng Tám, Đông Hà, Thái An đã huy động lực lượng quân sự. Công an thường xuyên kiểm tra, cảnh báo nhắc nhở người dân không ra cầu treo gần bờ sông để vớt củi cũng như chèo bè, chèo mạng, đánh bắt cá trên sông trong thời điểm này. Tuyên truyền cho bà con nhân dân ở hai đầu cầu treo không được đứng lên cầu để vớt củi lên, rất nguy hiểm cho tính mạng. Đến 10 giờ ngày 9 tháng 9, huyện Quản Bạ chưa ghi nhận thiệt hại về người do thiên tai gây ra. Về tài sản đang tiếp tục được các địa phương thống kê cụ thể.